chùa luôn, khỏi like luôn, like làm gì cho thầy không được like nào luôn, ghét chịu. Chuyên gia xem chùa đã tới rồi đây mọi người ơi, hả? Mình xem chùa là quen rồi. Ê, hình như là cái thằng này chuyên gia xem chùa trên kênh của mình nè, nó không bao giờ like chứ. Ê, dám xem chùa hả? Đứng lại, mau đứng lại, trời ơi, mình xem chùa quay đi, trời đất ơi, đứng lại, đứng lại. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, chia sẻ cho thầy đi. Bây giờ thầy sẽ đặt một cái con heo đó, một cái con heo người ta sẽ cho tiền bo à, đây đó, một con heo gửi này gì đây, cánh cửa luôn ha mấy đứa, mua cánh cửa luôn rồi, quá dữ luôn đó. Có hai cái trang bị mới cho quán chúng ta, đó là con heo có tiền bo và cánh cửa nha. Cánh cửa này phát hiện những người mà không trả tiền nó sẽ kêu lên à. Con heo này sau khi người ta tính tiền xong, người ta có tiền dư là người ta sẽ cho mình, và mình sẽ đem tiền nó đi làm từ thiện. Thầy lấy tiền từ thiện nó giúp đỡ em nè thầy, em nghèo khổ nè thầy. Thôi thầy để xây dựng cái quán này không cho em đâu, em nạp wifi nữa. Rồi bây giờ có bao nhiêu cái gì đó là thầy trang bị hết cho cái tiệm của chúng ta luôn. Đó, bây giờ mình rất là giàu. Ôi, có máy thanh toán thẻ nữa nè mấy đứa. Thanh toán bằng thẻ nó tín dụng luôn, quá dữ luôn. Trời ơi, quán mình xịn rồi đó, quán mình bây giờ là đẳng cấp vũ trụ, siêu cấp quốc tế luôn rồi đó mấy đứa. Rồi, có dàn lo nữa nè. Rồi, để thầy mở nhạc thử nha. Để thầy mở nhạc tết lo coi, để coi dàn lo chúng ta xịn không. Wow, thầy ơi, em thấy cái nhạc này nó lạ lạ đó thầy. Trời ơi, cái nhạc này nó giống như là... Thầy phát hiện một cái chân lý, dù quán chúng ta có xịn cỡ nào á thì khách chúng ta vẫn ẻ bậy á mấy đứa. Nó không, nó ẻ trên cái bồn rửa tay luôn là biết là nó đẳng cấp cỡ nào rồi đó. Thì không thể nào mà tin được, thầy mà phát hiện đứa nào mà ẻ bậy ha, thầy kêu bảo vệ đá dính lên nóc nhà luôn. Dạ đúng rồi đó thầy, tự nhiên ở nhà không ẻ, tự nhiên cái lại tiệm net người ta cái chơi net cái ẻ luôn. Chuyện xui rủi chắc tôi muốn bà ơi. Trang bị thêm một số thứ cho quán net của chúng ta nữa nha. Rồi cái gì không biết mua hết luôn, cái nào cũng có ý nghĩa cho quán chúng ta hết trơn á. Rồi đây mua luôn. Rồi bảo vệ vừa cho ông kia cắm đầu xuống đất rồi, chắc ông đó ẻ bậy với mấy đứa. Rồi tiệm chúng ta càng ngày càng phát triển đó nha, nguyên cái vùng này ai cũng biết tới tiệm của chúng ta. Rồi để thầy xịt. Ê, hình như là từ ngày mà thầy gắn cánh cửa này vô thì không còn ai bị hôi nách nữa. Mở mấy lạ này không còn hôi phòng nữa. Chụp đó mấy em thấy chưa, tác dụng của cánh cửa này là ai không trả tiền ra nó sẽ kêu. Nó à, trời ơi. Ê, gì vậy? À, thanh niên đánh bom liều chết bị bắn. Ngu ngốc ha. Rồi sao không nằm ngay cửa luôn rồi sao thầy đi ra đi vô gì được. Công nhận là thầy mình giỏi thiệt luôn á anh em ơi. Anh em cho thầy một like nha. Rồi thầy bước vào đời bằng tay trắng rồi trở lại với trắng tay. Ủa lộn, trở lại với thành công. Đó, giờ thầy thích cái gì là thầy mua cái đó luôn. Đó, nhưng mà thầy không mua được tình yêu thôi. Bây giờ không có cái gì mà có thể cản bước được ma ủa lộn Herodrite của mấy đứa đâu. Em biết một thứ nè thầy, một ngọn lửa nhỏ là có thể đưa thầy trở lại nơi bắt đầu. Trời ơi, ngọn lửa nhỏ của em làm sao mà đưa thầy trở lại nơi bắt đầu được. Thầy có hệ thống chữa cháy mà, thầy cũng có bình chữa cháy mà. Thầy ơi, em nghĩ là nên trả lương nhiều cho cái anh bảo vệ thầy. Từ ngày mà thầy gắn cánh cửa này vô là anh đá mỏi chân luôn á thầy. Một ngày anh đá không biết bao nhiêu người luôn á. Ok, thầy sẽ trả thêm tiền cho anh bảo vệ. Nó, trời đất ơi, anh đá quá 180 phút luôn á mấy đứa. Quá dữ luôn. Kệ nó, vậy đúng là nhân viên của ta. Đây, hàng về mấy đứa ơi, hàng về mấy đứa ơi. Bây giờ chúng ta sẽ thêm mấy cái máy này nữa nha. Thầy thấy là người ta chơi game này rất là nhiều luôn. Cảm ơn bạn Zumbi đã đem ý tưởng những cái máy này vào trong này cho thầy. Đó, thầy người vô chơi nữa kìa. Một người chơi là 120 đô. Quá dữ luôn, khách vô rất là nhiều. Này, nó nhanh gọn hơn là máy tính luôn á mấy đứa. Dạ đúng rồi đó thầy, trời ơi. Cái này là thiệt là nhiều lên là khách sẽ vô quán của thầy một ngày 1.000 người luôn. Đó, nguyên cái xóm này ai cũng vô chơi hết luôn. Bỏ công việc của gia đình mình luôn, vô chơi nét luôn. Rồi cái xóm này sẽ có tên là không làm mà đòi có ăn luôn. Đó, rồi ăn được cái nịch luôn. Không làm người sao mà có tiền để vô đây chơi. Là người ta sẽ nghĩ ra những ý định xấu, là người ta sẽ đốt quán của thầy. Trời ơi, không được, phải làm mới có ăn mới vô đây chơi được. Wow, trời ơi, quán thầy nâng cấp quá trời xịn luôn. Người ta đánh giá 1-2 sao nữa nè thầy. Trời ơi, dữ thiệt chứ. Em tưởng đâu rồi, thầy nâng cấp lên tiệm nó xịn như vậy là sẽ được đánh giá 5
sao, 4 sao. Ai ngờ đâu 1, 2 sao không à. Khách hàng của thầy khó tính quá à. Rồi mua một cái máy lạnh mới luôn. Máy lạnh này là có thể đóng băng tất cả luôn nè mấy đứa. 1.100 đô, ok. Rồi, để anh shipper giao ha. Bây giờ nhận tiền khách cái đã, tính tiền. Rồi, cảm ơn chị nha. Ô lộn, cảm ơn anh nha. Rồi, đó. Nãy giờ thầy không có lên lầu nữa. Chắc trên đỉnh có con robot nó dọn dẹp rồi. Thầy không cần lên đâu ha. Để coi con heo được bao nhiêu tiền boy nha. Rồi, 12 đô nha mấy đứa. Còn đây là người vợ của chúng ta. Đó, người vợ chúng ta không có đồng nào luôn. Ô, không có đồng nào thiệt luôn. Người vợ chúng ta sau nhiều năm vất vả đã mọc thêm râu nha mấy đứa. Người đàn bà có râu. À, chỉ ra mày chọn cái chết. 7 hours later. Nào ta mua hết ở Amazon. Rồi thầy mua nữa hả thầy? Trời đất ơi, hồi sớm giờ thầy mua nhiều lắm rồi đó. Anh shipper hình như là suốt cuộc đời của anh là chỉ ship đồ cho mình thầy hay sao á. Trời ơi, quá trời luôn. Thầy mua thầy để biết mà khách không có chỗ để đi vô luôn á. Thật sự thì bây giờ thầy cũng không biết là tiền nhiều để làm gì. Đó nên thầy mua hết luôn. Thầy để cho bích cái tiệm luôn. Đó, cái gì mà trong tầm giá mà thầy có thể mua được thì thầy đã mua hết rồi. Trời ơi, thầy nhiều tiền, thầy không biết làm gì thì thầy đi làm từ thiện đi, thầy giúp người nghèo đi. Tối ngày thầy mua mấy cái máy chơi game về dụ người ta chơi không à. Đó, rồi giờ thấy không, tiền thầy xài không hết luôn, thầy không biết làm gì luôn. Đã, thầy đã mua mấy cái máy mà zombie kêu nè. Giờ thầy mua bít luôn cái quán này luôn rồi nè. Máy xịn không chứ không còn máy cùi cùi như hồi đó nữa đâu. Rồi, máy quạt là bây giờ tầm thường rồi. Giờ là thầy cho mấy người khách này sử dụng máy lạnh không luôn. Từ người giàu tới người nghèo ai cũng được sử dụng máy lạnh hết trơn luôn á mấy đứa. Đó, thấy không, quán của thầy bây giờ là rất là đông vui luôn. Đúng là nhớ lại những cái lúc mà mình còn nghèo á thầy. Lúc mà mình mới vừa mở tiệm net á, không có tiền mua máy tính. Còn bây giờ thầy mua cái máy nào mười mấy 20.000 đô không à. Quá dữ luôn. Rồi, thầy đem bán mấy cái máy này hết đi thầy. Em thấy là cái khu này giờ là người ta không còn chơi mấy cái máy này nữa. Người ta chỉ chơi máy tính của mình thôi. Thầy bán mấy cái máy này để mua máy tính về đi thầy. Thầy nghĩ là chúng ta chỉ cần bán một số máy thôi, cho nó trống để thầy mua máy tính về bỏ vô thôi. Chứ không bán hết mấy máy này đâu, uổng lắm. Để làm kỷ niệm những lúc mà chúng ta còn nghèo khổ đó. Nó đã giúp chúng ta đi lên. Rồi bây giờ thầy sẽ bán một số máy thôi ha. Bây giờ sẽ tới cái tiệm bán đồ second hand của cái ông này. Đó, chúng ta bán lại những cái đồ mà chúng ta không có cần sử dụng nữa. Nè, bán cho ông. Rồi, bán hết luôn. Bán mấy cái máy tính cũ đồ bán hết luôn nha. Bây giờ chúng ta chỉ cần giữ lại những cái máy tính mà siêu xịn thôi. Chúng ta cần bây giờ là không gian của quán. Chứ mà để nhiều máy quá thì nó sẽ chật. Mà để máy xịn chứ để máy cùi thì cũng không có được nhiều tiền cho lắm. Đó, đem bán hết. Rồi, thầy đã gắn một cái dàn máy ở dưới này rồi mấy đứa ơi. Giờ còn thiếu con chuột và cái miếng lót chuột. Đó, đèn thì thầy cũng đã mua đèn siêu xịn luôn rồi. Ba lô cũng là ba lô siêu bự luôn rồi. Chứa được rất là nhiều đồ luôn. Đó, bây giờ chúng ta đang sử dụng những cái thứ gì gọi là tốt nhất. Nhưng mà bây giờ em không thấy vui bằng hồi đó nữa thầy. Lúc mà mình còn nghèo á, vui lắm thầy. Giờ hết vui rồi. Rồi giờ mấy ông này gì vô quán mình không chơi game mà làm gì đứng đây vậy ta? Chắc là hai người này không có tiền chơi máy xịn đó mấy đứa. Nhưng mà không sao, nếu mà họ thích chơi á thì thầy sẽ cho họ chơi miễn phí mấy cái máy xịn của chúng ta luôn. Đó, chúng ta giàu mà, bây giờ chúng ta đâu cần tiền nữa. Trời ơi, thầy đúng là một người thầy tốt, một người chủ quán net có tâm. Vậy thầy cho em chơi miễn phí suốt đời nha thầy. Cào tính ấy. Đúng là như lời của zombie nói, tiền nhiều không giúp chúng ta hạnh phúc. Hạnh phúc là những điều đơn giản nhất. Đó, trời đất ơi, bây giờ tiền nhiều quá thầy cũng chán quá mấy đứa ơi. Thầy làm biến thu tiền luôn á. Nhưng mà anh bảo vệ lúc nào anh cũng làm tốt nhiệm vụ của anh là thu tiền về cho thầy và đá khách hết trơn á. Hay bây giờ á thầy, mình bán hết máy luôn ơi. Xong cái mình cho mấy nhân viên mình nghỉ hết. Cái mình bán luôn cái tiệm này, cái mình đi xin ăn luôn cái thầy. Lúc đó là mình nghèo lại, cái là mình thấy vui á thầy. Lúc đó không còn thấy vui nữa đâu. Lúc đó em sẽ cảm thấy đói và thấy chuẩn bị đứt con chuột á. Một buổi tối thật là tuyệt vời. Ủa, gì vậy trời? Ủa, ai làm gì banh dạng máy tính của mình rồi thầy ơi? Ây, ây dạ. Rồi, thấy lực vô hình lại đánh em nữa rồi thầy ơi. Trời thầy ơi, chơi. Ây dạ, rồi. Thầy ơi, em bị một thế lực vô hình quánh nữa rồi. Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi, chơi xong đập máy luôn, rồi quýnh mình luôn. Lần nào em cũng bị thế lực vô hình đánh hết trơn thầy.
vậy mà thầy không biết thương em. Chắc là bạn của Bitman với Mai Sương Đen ở dưới lên chơi nữa rồi đó mấy đứa. Hai đứa đó nó về dưới nó giới thiệu xong cái ở dưới đi bằng cánh cổng gì đó nó lên nó chơi á. Trời, đúng là những người bạn của mình không thân thiện chút nào hết trơn á. Chơi lần nào cũng đập quán xong rồi đập chủ luôn, ủa lộn, đập nhân viên luôn. Đó, sao không giỏi ra đập anh bảo vệ da đen á, cho anh đập khỏi về dưới luôn. Trời ơi, chơi phá quán người ta, máy xịn của người ta. Ghế gaming luôn là ghế này là dữ nhất luôn á thầy. Đó, này cái máy tính này giống cái máy tính của nhà thầy nè. Tất cả các em đang xem video có thử thách gì cho thầy ở trong cái quán net này không? Chứ bây giờ thầy có rất là nhiều tiền rồi, thầy có thể mua được tất cả mọi thứ rồi, thầy chán lắm rồi. Em có thử thách gì hay là trò chơi gì vui nhộn thì nhớ bình luận cho thầy biết nha, thầy làm cho mấy đứa xem nha. Chứ nhiều tiền quá cũng chán.